Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Em gái giới thiệu bản thân mình trước đi. À, dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Và chào bạn nam bên kia. Em tên là Đỗ Thanh Xuân. Quê gốc em ở Thái Bình nhưng em lớn lên ở Kiên Giang. Và hiện tại em đang công tác tại Sài Gòn ạ. Em đang làm bên ngành xây dựng ạ. Em làm bên phòng hành chính nhân sự. À, bên phòng hành chính nhân sự thôi đúng dạ. không? Năm nay em 29 tuổi rồi ạ. Mời bạn trai. Em chào anh Quỳnh Linh. Em chào chị Cát Tường. Chào toàn thể quý vị khán giả. Chào bạn gái ngồi bên kia. Em xin tự giới thiệu, em là Phan Hiểu Tú, quê ở Hà Tĩnh. Em năm nay 34 tuổi, em ở Thủ Đức. Hai tháng trước thì em làm bên điện, bên công trình. Bây giờ em chuyển qua làm ngoài, thi công bên cáp, cáp mạng, cáp viễn thông. Bây giờ mình giới thiệu một xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là em hay nói, còn điểm yếu của em thì hay bị tự kỷ. Hay nói mà sao hay bị tự kỷ? Thì nhiều khi mình nói nhiều quá thì mình nói một mình luôn. Nói xong quay lại ta đi hết trơn, còn mình vẫn nói. Rồi, thì hóa ra mình tự kỷ. À ha. Với em rất là nóng tính á. Bạn trai là điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em thì hay chơi thể thao, còn văn nghệ thì ít lắm. Em thì thích bóng đá với bóng chuyền. Tính tình của em thì vui vẻ, nhưng mà được cái ít nói, hay cười. Em nói hay cười. Bên kia tự kỷ hay nóng. Không, em cũng nói nhiều lắm anh ơi. Không nói nhiều hả? Dạ. Bên kia mà tự kỷ á, là bên đây cứ ngồi kế bên cười hoài luôn. Ngồi bên kia nóng, bên đây cũng cười. Thế là về được. Em gái, em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, báo cáo anh là hai mối tình ạ. Mối tình mới nhất là em mới chia tay được 1 năm ạ. Bọn em cũng quen nhau, cũng chuẩn bị cưới rồi. Nhưng mà vì em không quan tâm nhiều cho gia đình anh ấy lắm. Đấy là theo anh ấy nói, nên anh ấy quyết định anh chia tay. Và kèm theo là anh ấy cũng có đòi quà em nữa, cho nên là em cũng quyết định chia tay luôn ạ. Quà gì lớn không mà đòi? Nói chung là cái gì của anh ấy thì anh ấy muốn lấy lại thì em cũng gửi lại luôn. Trời ơi, thiệt á, ác. Quen nhau mà tới hồi tính cưới luôn rồi mà không cưới đòi lại. Chắc là anh ấy mê bài hát là chia tay đòi quà, cho nên là em cũng thôi gửi lại anh ấy luôn. Ủa anh chia tay có đòi quà không anh? Dạ không em ơi. Dạ, để em còn biết rồi em không nhận quà luôn. Tại anh đâu có gì tặng quà gì đâu, anh đòi. Rồi, mình có mấy mối tình rồi em trai? Em cũng có 2 mối tình rồi. Còn mối tình thứ hai thì cũng cách đây được hơn 4 năm này. Bạn gái bên kia, dạ, bạn muốn tìm một mẫu người đàn ông như thế nào? Mẫu người đàn ông của em lý tưởng từ hồi đó đến giờ là cao, to, đen và đặc biệt phải hôi ạ. Gì vậy? Trời đất ơi. Hôi là hôi làm sao? Không phải là hôi, mà là ý của em là anh ấy cao to, là anh ấy khỏe khoắn. Mà hôi tức là anh ấy chịu khó làm lụng, chứ không có màu mè lúc nào cũng xịt nước hoa lên người như thế, thì em lại không thích như thế. À, cho nên là để nguyên thủy là mùi sao để nói vậy? Nói chung là anh ấy chịu khó làm ăn là chính, còn lại là rồi em nói hình thức bên ngoài nó không ấy, nhưng mà cái câu nó quen thì thành là cao to đen và đặc biệt phải hôi. Trời ơi, thì em nói là cao. Anh trắng như không đen đâu. Dạ. Yeah. Không, đấy là mẫu trước giờ em tìm không ra. Nhưng bây giờ thì thôi, cứ là con trai này em đồng ý hết à. Thí dụ như không cao to mà không đen mà hôi được không? Cũng được, nhưng mà tại vì bây giờ ế quá rồi anh ạ. Miễn sao có hôi thôi đúng không? Gu lạ thiệt. Thiếu gì từ nói, nghĩa là cao to đen chịu khó làm lụng hay là cái gì đó. Hôi cái tôi liên tưởng tới nhiều cái mùi đặc biệt. Mà bên kia làm sao? Cao trên 1m65 này được rồi. Trời, đứa con cao tình... 65 là dữ à. Quen 1m58 thôi, 56. Mới đó hạ xuống lẹ vậy. Hạ nhanh quá, từ 65 xuống 58 à. Tính tình thì hiền lành chứ, nó nhá dịu dàng tí. Đen hay trắng? Nói cho đừng có đen quá. Nhưng mà em lại đen anh ơi. Đen này, đen chắc dùng kem này nó trắng. Không, nhưng mà em lại không có thể quen dùng kem. Anh mua kem anh tặng em. Mà em thoa khi nào chia tay anh đòi. Nhìn thôi sao ra đòi rồi đã. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai không? Hút thuốc. Hỏi anh không? Anh có hút thuốc không ạ? Không có. Coi thử anh có hôi không kìa. Hello. Dạ chào anh ạ. Cỡ anh đen đen hôi hôi không? Không, có người bạn trai lý tưởng của em là giống anh á. Hả? Vậy là anh hôi đúng không? Không, em chưa tiếp xúc với anh nhưng mà đại khái cao to đen là được rồi. Còn hôi thì em phải kiểm tra sau ạ. Tại vì em chưa kiểm tra anh nên em chưa biết ạ. Giống không? Giống không? Cũng đen đen giống mà cười tươi hơn, khỏe hơn, đẹp trai hơn. Nhưng mà không có mập bằng anh. Ốm hơn thì cũng được, tại vì em cũng mập quá cho nên là em cũng cần người ôm ốm thôi ạ. Anh bên đây khỏe khoắn lắm em. Nụ cười rất là có duyên ha. Tóc hơi hôi hói chút, hiền, được chưa? Dạ. Nhưng mà gặp cái người hiền quá rồi em có... Em cũng sợ bạn trai hiền. Tại vì là em thì cũng hơi dữ và hơi nóng tính một tí á.
mà bạn ấy hiền quá thì nhiều khi em ủa nói vậy tốt chứ sao không, nhiều khi em nói xong rồi bạn ấy lại không nói gì, một mình em lại thành tự kỷ luôn. Đúng rồi đó, em mà nói bên đây còn cười hoài luôn á. Vậy là hên em, hồi nãy giờ em đưa ra cái vấn đề mà em hay nóng giận mà gặp anh bên đây thì nó dễ xử lý lắm. Anh đây là nói gì cũng cười, chứ gặp mà người nóng tính nữa là hai người là thế nào. Đúng rồi, hai người cùng nóng. Không, nhưng mà em hơi gia trưởng một tí cho nên em cũng thích anh người yêu em cũng phải hơi gia trưởng một tí. Kỳ lạ, cô này cũng lạ ta. Mình em gia trưởng thôi chứ. Nếu mình em gia trưởng quá thì em nói sao anh cũng nghe, vậy thì em chán. Hay quá đi chứ. Trời đất ơi, phụ nữ mà gặp người đàn ông mà nói gì nghe cái đó là hên lắm luôn em. Không, nhưng mà giết thì mình thành chán, tức là lúc đó mình tự biến mình thành đàn ông rồi. Gu này cũng lạ ta. Phải có một bên nhu bên cương với em. Hai bên này cương nhau sao được. Ý của em là hơi gia trưởng một chút, tức là khi nói nên tiếng nói á, là phải có tiếng nói trong gia đình. Nói chung là đừng có sợ vợ quá đó. Đúng phải rồi. Có chính kiến. Không cười hoài thấy không? Ý của cổ là anh nói ít cũng được, nhưng mà nói câu nào phải chắc cú câu đó. Thí dụ vợ nói hoài, nói lại nhảy suốt cả ngày, đòi này đòi kia, anh cho nó một câu chốt lại. Im đi là phải nín. Đúng chưa em? Đúng chưa em? Dạ đúng rồi đó. Đấy ạ. Có, cái được rồi chị. Trời, tôi thấy không khó đâu. Trời. Thấy hình này không dám đâu. Giờ anh có ghen không? Có chị. Ví dụ như bạn gái đi chơi khoảng tầm 9-10 giờ về, đừng có về khuya quá. Lâu lâu ta họp lớp gì, ta xin tới 12 giờ ta về, lâu lâu có một bữa đột xuất được không? Thì đi mà về là được rồi. Đi về 3-4 giờ sáng người ta cũng về. Anh ơi, em lại có sở thích là rất thích đi phượt, anh có đi phượt được không ạ? Phượt thì anh hay đi lắm. Đi hai chồng chở nhau đi được rồi. Bây giờ thôi vô cái chuyện mà kết hôn á, nếu mà được thì bao lâu tiến tới hôn nhân? Bố mẹ thì cùng dục năm nay rồi. À, nhưng mà hiện tại giờ chưa có bạn gái nên là cái này hơi khó. Lấy vợ xong mình lập nghiệp ở đâu? Thì tạm thời cứ làm ở Sài Gòn này đã. Anh có cái lý do gì bí ẩn mà sao 34 năm mà chưa có yêu ai chính thức không? Mấy một cuộc tình nó nhẹ nhàng trôi qua. Không biết là do cái công việc hết đó. Sức khỏe ổn định không? Sức khỏe ổn định. Có cái là do cái tính tình ít nói quá thì ra khi ngại tiếp xúc với con gái. Thật sự có cảm xúc với phụ nữ không? Có chứ rồi. Có hả? Chắc chắn ha. Rồi anh cười rất là duyên luôn á, rất là đẹp trai phong trần vậy mà. Bữa nay cố gắng nha anh. Để hỏi cô này coi chừng nào cô chịu kết hôn, bao lâu kết hôn được em? Dạ, quan trọng là bên anh ấy đồng ý là cưới liền. À. Tại vì em ế lâu năm lắm rồi. Anh ấy là muốn lắm á, giờ anh thua anh nha. Cú này anh tấn công được hay không là do anh đó nha. Chứ không mai mà mối là nói vô không đó. Rồi, chị thấy là được, cặp này là gã đó. Nhưng mà giờ hỏi ý kiến người thân đi. Hôm nay em đi với ai? Em đi cùng với tập thể người yêu cũ và chị gái và đồng nghiệp của em ạ. Xin chào anh Huyền Linh, xin chào chị Cát Tường. Dạ. Cũng như xin chào khán giả đang có mặt tại trường quay. Mình là Châu, là cấp trên của Xuân. Nói thật là phải chịu đựng Xuân dữ lắm rồi nè. Nó nói suốt ấy, nói đến mức độ mà mình phải nói thôi em xin nghỉ đi. Để chị nhẹ cái đầu tí. Cho nên không biết em trai này nữa chịu đựng được bao lâu nha. Lửa sẵn ở đó chịu đựng được. Chịu đựng được em ha. Tính tình cũng không ổn định đâu em à. Nó vừa nóng tính mà nó có nhiều cái tật xấu nữa. Đó, cho nên là khi mà quen là em phải tìm hiểu cho thật kỹ nha. Tật xấu gì chị thử nói một hai cái nào mà ghê gớm nhất hả chị? Mình với lại Xuân đều đến từ công ty xây dựng. Cho nên trai xây dựng rất nhiều, cao to đen hôi là nhiều lắm. Nhưng mà không vớt được người nào. Lý do là cứ đùa cợt hoài, người ta không biết là cái câu nào là thật cả. Biết thiệt giả. Không biết thiệt giả, bởi vì mới có hội người yêu cũ ngồi đây. Nhận xét về em trai bên đây thì chị thấy rằng có cái nét tương phản. Đây ít nói hay cười, em nói nhiều. Nên chị thấy là hợp nhiều đó. Chị vẫn khuyên em trước là em phải chịu đựng nha. Lần đầu tiên tôi thấy họ nhà gái tự vạch mặt nhau, trời ơi trời. Không, tại vì hôm nay sếp em là muốn đi là để vạch mặt em. Nhưng mà nói thế tốt á, nếu mà anh này anh đồng ý á là anh chấp nhận, đúng không? Sao em trai, em nói gì với sếp gọi là bạn gái tương lai em đi. Cảm ơn chị. Thì thật ra còn sau này nếu mà hai đứa mà quen biết thì tiến tới thì cái đó em sẽ, nếu mà trong khả năng em sẽ chịu đựng được. Cảm ơn em. Cho chị gái ruột đi, có ý kiến gì không? Nhận xét về em trai thì thấy cũng được. Đi sau của buổi chuyện này thì cũng hai em cũng bấm nút để có cho nhau cơ hội. Vậy thì cũng chịu đựng, không cái gì nói cũng nói trước thật, chứ còn không có sau này cũng không giấu giếm. Đấy là bên em cũng nói như vậy. Đàn gái thẳng thắn chưa? Đây là cũng là thật thà đấy. Rồi, đàn trai mình hôm nay đại diện có ai em trai? Dạ em có em trai cả mấy đứa em. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường cùng tất cả khán giả trong buổi trường ngày hôm nay. Thì nói chung là anh của em á
trước tới giờ rất là hiền, vui tính, rất hay cười, ai nói gì cũng cười. Và anh ơi, mấy anh em đây là ai cũng gật đầu hết rồi đấy. Dạ. Cảm ơn em trai. Thôi bây giờ là mở hàng rào ra để cho hai bạn gặp nhau nha. Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Đây là quà của em, đây là tự tay em làm luôn. Em cũng muốn mời chị Cát Tường và anh Quỳnh Linh thử cái món quà này em làm luôn á. Giỏ bưởi đúng không? Dạ vâng ạ. Trời, mức làm đẹp quá ta. Mức giỏ bưởi. Rồi, khoan khoan, đứng gần ảnh đi. Hai người đứng gần ảnh em. Hửi hửi hửi, có mùi hôi gì không? Cái này chắc anh có xì dầu thơm rồi cho nên là với mùi hoa nữa nên em không ngửi được cái mùi ạ. Không em, dạ. Cái mùi tự nhiên em. À dạ vậy ạ. Thế mà em ngửi đi mùi hoa nhiều hơn. Rồi hai bạn cứ về chỗ bắt đầu tâm sự với nhau đi. Dạ chào anh ạ. Em vào Sài Gòn này lâu chưa? Em lên Sài Gòn là được 7 năm. Dạ. Em là ở Thái Bình đúng không? Dạ vâng, và hiện tại em đang làm ở bên quận 7. Anh thì ở Thủ Đức, ở quận 7, quận 8 thì anh hay đi làm tên đó. Anh có sở thích là đi phượt không? Tại vì em rất là thích đi phượt luôn đó. Phượt thì cũng nhiều lúc rảnh rồi thường cũng hay đi. Em là cô gái là hay đi, chân của em là chân chạy. Nhưng mà công việc thì là em vẫn có thể là em làm được. Chồng tương lai của em á, sau này cái tính tình, ví dụ cái tính tình như anh có được không? Không, anh thì em chưa biết tính tình. Tại vì em mới tiếp xúc với anh sơ đây thì em chỉ biết là anh có vẻ là ít nói. Còn tính tình thì là em nói trước là em rất là nóng tính. Anh thì hiền lắm ạ. Nhưng mà em thì em cũng thích kiếm một người là cũng hơi gia trưởng như em. Tại vì em cực kỳ gia trưởng, em đã nói là em thích là em thích, rồi em không thích là không thích. Anh thì không gia trưởng, tại vì cái tính tình hiền vậy không gia trưởng. Tại vì anh không phải là con đầu, cái tính của anh nó không phải thôi. Em rất là khó chiều và rất là khó tính. Cho nên là anh cứ lên cân nhắc trước, tại vì có gì là em chia sẻ thẳng luôn. Bạn trai đứng lên đi, bạn trai có vẻ hiền quá. Bây giờ em đứng lên, nắm tay nhau. Hai bạn nhìn thẳng vào mắt nhau và bạn trai hãy nói một cái điều gì đó. Nếu mà em chấp nhận cái tính tình hiền lành của anh thì em tính thế nào? Em nói rồi, em ế quá, bây giờ được là cưới luôn chứ còn em không có kiểu như yêu xong là bỏ đâu. Với đặc biệt là nhớ là không được đòi quà em nha, tại vì em rất là sợ chia tay đòi quà. Rồi yên tâm, em chưa có quà đâu em. Rồi nếu mà bó hoa thì anh kêu thôi trả lại cho anh bó không, hoa thì sao? Hoa này là hoa làm quen thì chắc là chưa phải thì gọi là quà được. Quan điểm về con cái đó, con trai con gái gì được, không quan trọng, tại vì nhà nhiều con trai nữa. Càng đông càng tốt đúng không ạ? Em này, em sau này em muốn một đội bóng luôn á. Trời ơi, cái này hơi mệt rồi. Anh có thể hát cho em được không ạ? Hát thì điểm yếu của anh là hát. Chúng ta bây giờ cố gắng hát đoạn cho em nghe được. Tìm lại nụ hôn năm nào đánh mất trong một chiều mưa. Không biết bây giờ ai có còn nhớ đến tên nhau, nhớ câu thề xưa hẹn hò trong mưa. Ai đã qua... Trời, xin lỗi, quên mất. Chúng ta kiểm chứng lại con tim của mình nha các bạn nha. Yêu là bấm, thích là bấm. Chứ không thích cũng đừng có bấm vì điều gì hết ha. Các bạn có 30 giây suy nghĩ lại tất cả cuộc trò chuyện vừa rồi. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng, nắm tay nhau nào. Đây là một cặp nếu như mà có thời gian tìm hiểu nhau thì anh nghĩ sẽ bổ trợ cho nhau rất là nhiều. Đừng ăn hiếp ảnh nha. Không, em thì ít ăn hiếp ai lắm, nhưng mà ai cái gì em cũng sợ hết á.